Kiểu thi ca Như Lai đối với sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của thọ tưởng hành thức chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của sắc chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của
của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của nhãn xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với sự lìa sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của sắc xứ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với nhãn giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của nhãn giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của nhãn giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với nhãn giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của nhãn giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với nhãn giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của nhãn giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với sự lìa nhãn giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Như Lai đối với sự lìa chân như của nhãn giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của nhãn giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa nhãn giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của nhãn giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa nhãn giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của nhãn giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiều thi ca, Như Lai đối với nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của nhĩ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sự lìa pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với tỷ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của tỷ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của tỷ giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Chân như của Như Lai đối với tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với sự lìa tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của tỷ giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với sự lìa thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của thiệt giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như là đối với sự lìa chân như của thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như là đối với sự lìa pháp tánh của thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của thân giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với ý giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của ý giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của ý giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với ý giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của ý giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với ý giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của ý giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa ý giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của ý giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của ý giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa ý giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của ý giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa ý giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của ý giới, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiều Thi Ca, Như Lai đối với địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của địa giới chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với thánh đế khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của thánh đế khổ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của thánh đế khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với thánh đế khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của thánh đế khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với thánh đế khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của Thánh Đế Khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa Thánh Đế Khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Thánh Đế Tập Diệt Đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của Thánh Đế Khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của Thánh Đế Khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa Thánh Đế Khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Thánh Đế Tập Diệt Đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của Thánh Đế Khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa Thánh Đế Khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Thánh Đế Tập Diệt Đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của Thánh Đế Khổ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của vô minh chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Kiểu thi ca, Như Lai đối với cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của cái không nội chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với chân như chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của chân như chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của chân như chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của chân như chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với chân như chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của chân như chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Kiều Thi Ca, Như Lai đối với sự lìa chân như, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như, của chân như, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của chân như, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của chân như, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa chân như, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của chân như, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiều Thi Ca, Như Lai đối với bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu Thi Ca, Như Lai đối với sự lìa bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Hết quyển thứ 92.